Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại thì Nhân đang đứng ở đường tỉnh lộ 839. Thì như trước mặt của tất cả quý khách hàng là mình thấy có cái cầu rạch gốc nha mọi người. Thì cái đường qua cầu mình chạy thẳng đường 839. Mình chạy hết đường 839 mình sẽ gặp đường quốc lộ N2, là mình đi về cái hướng Tiền Giang luôn nha mọi người. Còn bây giờ cái hướng ngược lại, hướng ngược lại thì mình chạy thẳng lên Sài Gòn. Bây giờ Nhân sẽ chạy một vòng thị trấn Đông Thạnh của huyện Đức Huệ cho mọi người cùng được tham quan. Thì giống như câu nói cửa miệng của tất cả quý vị khách hàng hoặc là những người dân á, thì hay nói một cái câu là Đức Hòa, Đức Huệ. Nhưng thật sự từ thị trấn Đức Hòa tới thị trấn Đông Thành của huyện Đức Huệ là trên 30 km. Ví dụ như Nhân về quê cũng vậy, hoặc là Nhân đi nơi nào cũng vậy. Nhân nói là hiện tại Nhân đang ở Đức Hòa thì người ta sẽ nói lại một câu là Đức Hòa, Đức Huệ, đúng không? Thì từ rất là lâu rồi cho nên là mọi người cũng quen với cái danh từ là Đức Hòa, Đức Huệ. Thì cứ nhắc đến Đức Hòa là người ta sẽ nói về Đức Huệ. Nhưng thật sự nó cách rất là xa. Còn ở bên đây là bên tay trái của mình, trước mặt màn hình đó là mọi người, là đường tỉnh lộ 838. Đường tỉnh lộ 838 này mình đi thẳng khoảng chừng hơn 10 km là mình sẽ giáp ranh giới với Campuchia. Nó rơi vào khoảng từ 12 cho tới 15 cây số là mình sẽ tới tới Campuchia luôn. Thường thường là những cái người họ đi casino là họ sẽ đi đường này để qua Campuchia. Thật sự không phải là khen hay là chê gì, nhưng mà khi Nhân xuống tới cái thị trấn Đông Thạnh của huyện Đức Huệ này á, thì thật sự là rất là đẹp. Nó đẹp hơn trên huyện Đức Hòa rất là nhiều. Nó đẹp về cái thứ nhất là về cái hạ tầng. Cái hạ tầng ở tại Đông Thạnh này, huyện Đức Huệ này á, thì khá là đồng bộ. Như đường xá thì mọi người thấy rất là sạch đẹp, rất là rộng rãi. Còn trên Đức Hòa thì hầu như là những cái con đường chính thôi. Những con đường chính chẳng hạn như đường tỉnh lộ 10, đường tỉnh lộ 824, thì những con đường đó là những con đường lớn. Còn quy hoạch ở trong khu á, thì thường thường là đa số những cái con đường nhỏ hoặc là đường mới chảy đá thôi, chứ không có đồng bộ như tại Đông Thạnh của Đức Huệ. Thì lúc nãy Nhân cũng chạy một vòng trước rồi, Nhân tham khảo trước rồi thì thấy xung quanh có những cái con đường mới rất là nhiều. Những con đường mới thì đa số cũng đường lớn và được nhà nước đổ nhựa hết luôn. Như tại đây thì dân cư cũng khá là đông, dân cư rất là đông đúc. Mà theo Nhân thấy thì tốt là thấy mình thấy nhà cấp 4 rất là nhiều, chứ không có nhà cao tầng giống như ở trên Đức Hòa. Tại vì Đức Hòa thì được một cái là mình gần Sài Gòn, giáp ranh Sài Gòn. Từ Sài Gòn Bình Chánh mình qua đó nó tầm khoảng vài cây số thôi, vài km thôi. Cho nên là những cái người dân á, người ta nhập cư rất là nhiều. Và người ta ở đó, người ta đi làm tại thành phố được. Còn mình xuống tới Đức Huệ này thì nó hơi xa rồi. Phải nói là khá xa, từ ở trên Đức Hòa mà chạy xuống là rơi vào trên 30 cây số. Thì lúc nãy Nhân chạy là nó khoảng 40 phút, Nhân chạy từ đó xuống đây. Ở đây mình thấy có cái bến xe Đức Huệ. Như ở đây thì mình thấy là người dân buôn bán rất là nhiều, mà thấy người mua hầu như là thấy cũng ít chứ không có nhiều. Như nãy giờ thì Nhân chạy vòng vòng rồi mà thấy rất là ít nhà cao tầng.
thì mình không biết là người dân ở đây họ họ không có nhiều tiền hay là họ không chịu xây, thì cái đó mình không biết. Nhưng mà mình thấy đa số là nhà cấp 4 nhiều. Ở đây là mình chạy hết cái đường này là mình ra tới sông Vàm Cỏ Đông nha mọi người. Sông Vàm Cỏ Đông thì mình ở cái khúc này là hầu như là ở gần đầu sông rồi, còn cuối sông là nó chảy ra chỗ sông Sài Gòn. Thì những cái khu mà nó phát triển nhiều và phát triển nhanh thì đa số là những cái khu đó nó gần những cái khu công nghiệp hoặc là gần những cái nhà xưởng, nhà máy lớn, thì nơi đó nó có công nhân nhiều, nó thu hút người dân nha mọi người. Còn những cái khu này thì bây giờ quay lại hết đường rồi. Còn những cái khu này thì hầu như là dân bản xứ, dân địa phương là nhiều, thì họ buôn bán cái dạng như là họ giao thương trao đổi với nhau thôi. Chứ còn những cái người ở nơi khác họ tới đây mà họ mua hàng mua bán thì nó cũng rất là ít chứ không có nhiều. Ở phía ngoài đây thì nó có một cái khu dân cư mới, thì lúc mà hiện tại bởi vì là lần đầu tiên nhân xuống đây luôn, cho nên là nhân cũng không có biết cái giá cả, nhân cũng bắt buộc phải search trên mạng. Mà thường thường là cái giá ở trên mạng thì nó sẽ không có đúng với cái giá thị trường, thường thường là họ sẽ đăng thấp hơn để mà thu hút và lôi kéo người dân đến đây để tham quan, rồi xong nếu được thì họ mua. Chứ thật sự mà nói về đúng cái giá thì hầu như là nó không có đúng chính xác. Nhân thấy họ đăng là từ 5 tới 6 triệu thì nhân không biết đúng hay không, bởi vì nó nằm ngay trung tâm thị trấn luôn. Mà nếu được cái giá đó thì quá ok, quá tốt rồi. Mà nhân thấy cái khu dân cư đó thì những cái nhà mọc lên cũng không có nhiều. Bây giờ nhân chạy ra đó, nhân quay cho mọi người cùng xem nha. Nói như con đường này là mới đổ nhựa nha mọi người, mới đổ nhựa xong, nhìn cũng khá là chắc chắn. Còn trước mặt của vực hàng luôn là mình chạy thẳng qua bên kia là một cái con đường cũng mới mở. À, xuống đây. Nói như mình thấy là cái trước mặt của mình là cổng chào của huyện Đức Huệ. Mà mấy cái bóng đèn led chắc là nó đứt hết hay sao mà không có thấy luôn. Đó, mọi người thấy đường xá là rất là ổn, rất là to. Bởi vì đường tỉnh thì nó nối từ tỉnh này sang tỉnh khác cho nên là rất là to. Ở đây thì ở đây là nhân thấy được có mấy cái nhà lớn nè, mấy cái nhà lầu nè. Còn lúc nãy mà mình chạy vô trong kia đó hầu như là những cái nhà nhỏ 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 thôi. Thì đa số 100% luôn và những cái khu như thế này á là của nhà nước quy hoạch. Mình nhìn là sẽ biết được cái khu của nhà nước quy hoạch. Bây giờ đa số là họ mình thấy nha. Ở cái lề đường thì thứ nhất là nó rất là lớn nhưng mà không có lót gạch, chỉ là bê tông thôi. Và những cái khu này thì nhà nước họ thường thường họ bán bằng cách là đấu giá. Thì những cái người dân ở trong khu quy hoạch này thì họ sẽ đổi lại hoặc là mua lại trong đây, hoặc là bán cho những cái người dân khác, họ tới đây họ đấu giá thì cảm thấy cái giá nào được thì nhà nước họ sẽ bán. Cho nên là những cái khu như thế này thì rất là ít người dân về sống. Bây giờ đa số cũng là dân bản xứ, dân bản địa, còn dân nhập cư thì nó không có. Cho nên là mọi người thấy nha, nếu mình nhìn cái khu này là mình thấy là cũng biết được là làm rất là lâu rồi đó. Bởi vì đường xá nó cũng có một số chỗ nó bị hư, với lại mình thấy nó rất là cũ rồi.
nhưng mà dọn dẹp cái khu này tính ra nó cũng phải 3-4 hecta, mà dọn dẹp nó rơi vào tầm khoảng chừng chưa tới chục căn nhà. Ở đây thì có một cái công viên rất là lớn, rất là đẹp nha mọi người, quy hoạch rất là đẹp. Rồi nó dọn dẹp là chỉ có bao nhiêu thôi nha mọi người, nó rơi vào tầm khoảng 1 km² thôi, chứ nó không có lớn lắm. Thì nhân xin nhắc lại là cái câu nói cửa miệng của mình thường thường là Đức Hòa Đức Huệ, nhưng mà hai cái khu này thật sự là nó cách xa nhau rất là xa, nó trên 30 cây số. Lúc nãy nhân ở trên kia nhân sạch cái bản đồ xuống là nó khoảng 35 cây số. Thì thường thường là bên nhân bán đất cũng vậy, thôi nhân chào khách hàng là nhân nói đất ở Đức Hòa thì người ta sẽ nói thêm một câu là Đức Hòa Đức Huệ hả em, đa số luôn 100% nha mọi người, người ta sẽ nói là Đức Hòa Đức Huệ hả em. Nhưng mà nói cái so sánh thì lúc nãy như đầu video nhân có nói so sánh thì thật sự là cái khu Đức Huệ này, thị trấn Đông Thạnh này rất là đẹp, đẹp hơn Đức Hòa rất là nhiều. Nhưng mà mình so về cái mật độ dân thì không bằng rồi, bởi vì trên Đức Hòa thì có rất là nhiều, cực kỳ nhiều những cái khu công nghiệp. Thì những cái khu mà nhiều công nghiệp thì người dân họ sẽ ở rất là nhiều công nhân ở nơi đó nữa, cho nên là rất là đông dân. Còn những khu này thì mình thấy nó còn rất là vắng, không có nhiều dân lắm, chỉ tập trung ở trong những cái khu này thôi. Còn mình ra rìa, ra ngoài mấy bìa là nó rất là ít người dân. Và cái thứ hai là so với thị trấn Đức Hòa thì ở trên kia người dân giàu rất là nhiều, bởi vì dân nhập cư cũng nhiều nha mọi người. Còn ở đây là dân bản địa, nó như mọi người thấy ha, đa số là nhà cấp 4. Bây giờ hiện tại là mình đang chạy, vẫn còn chạy trên đường tỉnh lộ 839 nha mọi người. Còn trước mắt của tất cả quý vị khách hàng là một cây cầu bắc ngang sông Hoàm Cỏ Đông, để nhân xem là cây cầu tên gì. Cầu Đức Huệ nha mọi người. Đây cầu Đức Huệ thì bắc ngang sông Hoàm Cỏ Đông. Để mà những cái khu vực như thế này mà phát triển được á thì bắt buộc những cái khu này phải có những cái khu công nghiệp, những cái khu công nghiệp lớn, thì lúc đó sẽ thu hút với những cái người lao động ở những cái nơi khác đến, thì lúc đó thì cái tiện ích nó sẽ mọc lên ngày càng nhiều, và lúc đó thì cái sự phát triển nó cũng sẽ tăng cao lên. Chứ còn bây giờ nếu như mà nó hiện tại như thế này thôi thì vài 3 năm nữa hay là 10 năm, 20 năm nữa thì nó cũng vẫn như vậy, chứ nó không có phát triển hơn nữa. Thứ nhất là khu công nghiệp, còn thứ hai là nếu như nó có một cái con đường, đường vành đai, đường lớn. Nó sau này được đường vành đai 4 đó mọi người. Vành đai 4 mà nó bắt nó chảy ngang đây thì nó cũng sẽ kéo theo những cái sự phát triển vượt trội khác. Chứ còn mà ví dụ như là nó cứ bình bình như vài là không bao giờ phát triển được. Mình qua cây cầu Đức Huệ, bên đây là nó thuộc Đức Hòa nha mọi người. Ở bên đây là thị trấn Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa của huyện Đức Hòa rồi. Thị trấn Hiệp Hòa này là nó cũng là một trong 4 cái thị trấn của huyện Đức Hòa. Thì từ thị trấn Hiệp Hòa mà mình chạy thẳng qua đường
đường 839 chạy thẳng qua bên thị trấn Đông Thạnh của Đức Huệ là nó rơi vào tầm khoảng một cây số thôi, nó không xa. Thì bên đây thì bên công ty đang bán đất bên đây cho nên là nhân cũng quay luôn cho tất cả vị khách hàng cùng được tham khảo. Bên đây thì hiện tại là công ty bán khoảng 479 triệu một nền. Và mình tính mét vuông thì nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu một mét vuông. 5 triệu là mình chưa tính tiền chiết khấu nha mọi người. Thì bây giờ mình 5 x 20 100 mét vuông thì nó 500 triệu. Thì tính tiền chiết khấu nó tổng 5% thì nó 25 triệu rồi, thì nó rơi vào tầm khoảng 475 triệu thôi. Thì nhân cũng chia sẻ với tất cả vị khách hàng luôn, cái khu bên đây là cũng là của nhà nước đã quy hoạch sẵn rồi, thì nhà nước mới bán đấu giá lại cho những cái công ty bất động sản để họ phát triển dự án. Thì đa số ví dụ như những cái khu này mà mọi người thấy có người nhà dân trong đây, thì những cái nhà này là do quy hoạch ngay chân đất của họ đó, thì nhà nước mới cấp lại cho họ một nền để mà xây dựng. Còn lại những cái quỹ đất còn lại đó thì bên nhà nước sẽ phân lô và bán lại cho các chủ đầu tư khác để họ phát triển. Như ở đây thì con kênh này là bên công ty cải tạo lại. Mọi người thấy nó đang cải tạo lại ha. Còn trong khu này thì đa số là diện tích nó cũng khá là vừa. Nó khoảng 5-16, 5-18, 5-20. Còn 4 thì cũng khoảng 4-18, 4-19, 4-20. Hạ tầng thì 100% đã hoàn thiện rồi, đã có điện, có nước, rồi các tiện ích xung quanh này cũng đã có luôn nha mọi người, như trường mầm non, hoành phiên. Hôm nay thì các bạn sale dẫn khách xuống cũng khá là đông. Ở trên Sài Gòn thì mình có xe của công ty chở mình xuống đây tham quan miễn phí nha mọi người, ngay chân chỗ đường Phan Văn Hớn của phường Tân Thế Nhất, quận 12. Thì đi thứ tư và thứ bảy hàng tuần, buổi sáng thì 8:30, còn buổi chiều thì 1 giờ tới 1:30. Như căn nhà này thì cô mua lại của người chú của mình và cô đấu giá thêm hai lô đối diện nữa, mỗi một lô ngang 5 và 18, hai lô là 10, 18. Còn căn nhà của cô là 148 mét vuông. Phía trước của mình là còn một cái quỹ đất trống rất là lớn, thì công ty tập đoàn Cát Tường cũng xin quy hoạch là 150 hectare để làm một cái khu dân cư dạng như là một cái khu du lịch giống như Cát Tường cũng xin cho mọi người.
Rồi bây giờ thì Nhân xin kết thúc video nha mọi người. Tất cả người khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem được những video sau. Tiếp tục Nhân quay về những cái khu mà các đoàn đang bán và những cái khu mà lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả người khách hàng.